bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khai ngộ phải được ấn chứng mới đúng phép. Trước thời Oai Âm Vương Phật ra đời, ai ai cũng có thể khai ngộ mà chẳng cần người nào ấn chứng cả. Từ thời Oai Âm Vương Phật trở về sau, những ai tự giác khai ngộ đều nhất định phải có tổ sư hoặc bậc thiền tri thức đã khai ngộ ấn khả chứng minh thì mới đúng phép. Cũng như ở Pháp hội Lăng Nghiêm, có 25 vị thánh nhân tường thuật sự chứng đắc viên thông của họ và thỉnh Đức Phật Thích Ca ấn chứng cho. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một công án về sự ấn chứng. Đời đường ở nước Trung Hoa có đại sư Vĩnh Gia, ngày sinh ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang. Bởi vì cả đời ngài không rời huyện Vĩnh Gia nên người đương thời gọi ngài là đại sư Vĩnh Gia. Sau khi xuất gia, ngài nghiên cứu giáo lý của Thiền Thai Tông, Thích Tu Thiền Quán, nhờ xem kinh Duy Ma Cật mà hoát nhiên khai ngộ. Về sau khi gặp thiền sư Huyền Sách, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, ngài Vĩnh Gia bèn thuật lại tự sự. Thiền sư Huyền Sách khuyên ngài nên đến Tà Khê tham bái Lục Tổ để thỉnh cầu ấn chứng. Nếu chẳng nhờ thầy mà ngộ thì là hàng ngoại đạo thiên nhiên. Khi ngài Vĩnh Gia tới chùa Nam Hoa ở Tà Khê, gặp đúng lúc Lục Tổ đang tọa thiền, ngài rất cống cao ngã mạn tới bên thiền sàng của Lục Tổ, cũng không vái chào chẳng đánh lễ chi cả, tay cầm tích trượng đi nhiễu quanh thiền sàng 3 vòng, rồi ngài đứng lại và nện nhẹ nhẹ tích trượng lên thiền sàng. Lục Tổ mới hỏi: một vị sa môn cần hội đủ 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh, một hành cũng không khiếm khuyết thì được gọi là sa môn. Đại đức từ nơi nào tới sinh lòng đại ngã mạn như thế? Sa môn dịch là cần tức, cần là tu giới định huệ, tức là diệt tham sân si. Vậy sa môn nghĩa là siêng tu giới định huệ, dứt bỏ tham sân si. Ngài Vĩnh Gia đáp: chuyện lớn là sinh tử vô thường quá chóng vánh. Lục Tổ hỏi: sao không thể hồi cái vô sinh, sao chẳng liêu ngộ thử chẳng chóng vánh? Ngài Vĩnh Gia đáp: thế hồi tức là vô sinh, liếu ngộ vốn không chóng vánh. Lục Tổ dạy rằng: ông thật hiểu ý nghĩa của vô sinh vậy. Ngài Vĩnh Gia hỏi vặn: vô sinh mà còn có ý hay sao? Lục Tổ trả lời rằng: không có ý thì ai đang phân biệt? Ngài Vĩnh Gia đáp: phân biệt cũng chẳng phải là ý. Lục Tổ dạy: như thế, như thế. Rồi ngài Vĩnh Gia được ấn khả chứng minh trở thành pháp tử của Lục Tổ. Sau khi được Lục Tổ ấn chứng, ngài Vĩnh Gia muốn lập tức trở về chùa Khai Nguyên ở Vĩnh Gia, nhưng Lục Tổ lưu ngài lại ở một đêm, hôm sau mới xuống núi về quê nhà. Bởi vì chỉ trong một đêm mà giác ngộ được chân đế của Phật Pháp, nên người đương thời gọi ngài là Nhất Túc Giác Hòa Thượng, nghĩa là vị sư giác ngộ nổi trong một đêm. Về sau, ngài cực lực tuyên dương pháp đốn ngộ của thiền môn, viết tác phẩm Chứng Đạo Ca thuyết minh cảnh giới đốn ngộ. Đó là một tác phẩm bất hủ đã trở thành bản văn phải học trong Phật môn. Khi chúng ta ngồi trong thiền đường, cái nhìn bề ngoài thì giống như chúng ta đang dụng công tu hành. Nhưng thật ra thì chỉ ngồi nghĩ ngợi, vọng tưởng lăng xăng, chẳng dụng công tu hành chút nào cả. Có vị nghĩ rằng, bây giờ là thời đại khoa học, phải dùng phương pháp khoa học để khai ngộ. Nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui mãi, chẳng chút khoa học gì cả, đó chính là kẻ ngốc nói chuyện mộng mị. Người nào khai ngộ rồi thì đều phải thắng được mọi sự khảo nghiệm, nếu không y sẽ mắc tội đại vong ngữ, phải đọa địa ngục vô gián. Phàm lệ ai tự rêu ra về mình, tôi đã khai ngộ rồi, tôi đã chứng quả rồi, thì đều phải chịu quả báo đọa địa ngục. Hy vọng quý vị đều hết sức cẩn thận, không tùy tiện nói càng, kẻo về sau phải chịu quả báo. Ở đây quý vị dậy rất sớm, ngủ thật trễ, vì sao lại tu hành cực khổ như vậy? Bởi vì thêm một phút tham thiền là thêm một cơ hội giác ngộ. Hiện tại quý vị ngồi ở thiền đường tập trung tinh thần, dụng công tham cứu niệm Phật là ai. Tuy chẳng phải là không có vị chuyên tâm dụng công, nhưng người chân chính muốn giác ngộ, đắc được thọ dụng thì ít lắm. Phần đông người ta không biết rõ việc tham thiền ra sao, cũng không nhiệt tâm, họ chỉ tu cho có lệ, làm qua loa cho xong chuyện. Với thái độ đã thiền thất như vậy, thì dù có đã thất tới tầng kiếp vị lai cũng chẳng thể khai ngộ được. Tôi hy vọng mỗi quốc gia đều có nhiều vị giác ngộ, để họ giúp ích cho tiền đồ Phật giáo mai sau. Trong lúc đã thiền thất, quý vị chớ nói chuyện,
đừng nghĩ ngợi lăng xăng. Quý vị hãy chân thật dụng công, thì mới có cảm ứng, mới khai trí huệ rằng, có trí huệ thì mới không điên đạo, không điên đạo thì mới có thể giáo hóa chúng sinh. Nếu chính mình không hiểu rành mạch chân lý, thì lấy tư cách gì để dạy kẻ khác? Đây chẳng phải là kẻ đuôi dắt người mù hay sao? Thật là nguy hiểm vô cùng. Việc tham thiền thì cũng tương tự như bác nông phu, gieo hạt ngũ cốc vào mùa xuân, đến mùa hè thì cày cấy, tưới nước, nhổ cỏ, bón phân, qua mùa thu mới gặt được mùa tốt, và khi mùa đông tới thì bác mới được no ấm. Hy vọng suốt một năm của bác nông phu là được đủ ăn, đủ mặc. Tham thiền cũng vậy, quý vị phải cẩn thận giữ chặt tâm niệm lúc nào cũng quán tốt chính mình. Trong thiền đường, lúc đi mình phải dùng công chăng, lúc ngồi mình có dùng công chăng. Nói tóm lại, đi đứng nằm ngồi thì phải dùng công tu hành. Quý vị cảm thấy dùng công làm sao cho thích hợp thì cứ theo đó mà dùng công, chẳng có gì hạn chế cả. Ví dụ, quý vị cảm thấy tham thoại đầu chẳng tương ưng thì có thể niệm Phật hoặc tu trì quán, chỉ cần phương pháp ấy thích hợp, tương ưng với quý vị thì quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. Vô luận là dùng công ở pháp môn nào, tâm quý vị phải chuyên nhất, đừng có vọng tưởng. Khi dùng công tới cực độ thì sẽ có tin vui. Nếu có vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng hoài thì dụng công ở pháp môn nào quý vị cũng chẳng có tương ưng. Phàm nếu là người chân chính dụng công, thì đi chẳng biết là đi, ngồi chẳng biết là ngồi, đi hay ngồi đều không để ý, thì làm sao khởi vọng tưởng được chứ? Quý vị chỉ cần biết niệm Phật là ai, ai là người niệm Phật. Cứ một câu này niệm niệm chớ để gián đoạn, luôn luôn tham ngẫm trong lòng. Bây giờ dù khác quý vị chẳng biết khác, đói cũng chẳng biết đói. Nóng không biết là nóng, lạnh cũng chẳng hay là lạnh. Vì sao không biết? Vì tâm chuyên nhất vậy. Lưng đau cũng quên đau, chân nhất cũng không biết nhất. Mọi ý niệm đều tiêu vong cả, chỉ còn có một niệm ai niệm Phật, ai niệm Phật vậy. Luôn để khởi nó, rồi buông bỏ, xong lại đề khởi. Lúc nào cũng miên mật dụng công liên tục, không gián đoạn. Dụng công tới chỗ cực độ, thì bất kỳ một va chạm ngẫu nhiên nào cũng có thể làm cho quý vị hốt nhiên khai ngộ. Tại sao quý vị chưa hốt nhiên khai ngộ? Vì quý vị không chuyên tâm trì trí, chưa hiểu đạo lý minh tâm kiến tánh, không biết cảnh giới phản bổn hoàn nguyên là gì, cũng chẳng biết cố hương ở nơi đâu, nên lưu lạc nơi đất khách quê người như tánh ăn mày vậy. Sau hết tôi nói với quý vị câu này, hãy tham vấn câu niệm Phật là ai, cho tới chỗ núi cùng nước cả nghi hết được. Bây giờ quý vị sẽ thấy cảnh giới bóng liễu hoa sinh hiện một thôn. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980. Ha ha ha,